Công ty của mình. Có đường về đến phút không? Đi. Thì nói công việc thì chúng mày cứ làm đi. Đấy thì vẫn đang là công việc cái đấy. Mình lúc ấy mình nói thêm rồi mình bảo là thì nếu mà tối còn like 2k mà bảo từ đến tối mà đủ 300 cái không là đủ được. Nếu mà nói từ trưa luôn thì tối với ông quay luôn từ trưa. Chưa chẳng nói gì cả. Chưa bọn em ngủ rồi không bảo. Chưa chẳng bảo, chưa chẳng nói gì cả. Đến lúc về thì em bảo là mỗi người quay 10 gái. Anh gọi về từ lúc nào vậy? Hả? Vâng. Chúng mày là sao đấy? Nó xuống là anh nhẹ rồi anh kìa. Anh bảo lên mua đi xong tiếp này xong. Người ta nói nhau là gì đâu mà chứ. Chết tôi rồi. Anh hiện nay em đi với.